Chào các bạn, trên bàn mình có cây kìm bấm cáp hay bấm cốt chuyên cho anh em làm về viễn thông. Đấy, cái kìm này thì mã hàng của nó sẽ là 467-2 của Elora. Về kìm này thì nó sẽ các em quá quen thuộc trong trường hợp chúng ta làm về đường dây điện thoại viễn thông ấy, và máy fax hay là màng len, màng máy tính trong công ty ở trong ở nhà chúng ta hay là đâu đấy bất cứ. Nhưng mà nó sẽ có một vài thuật ngữ chúng ta cần biết để mình lấy đầu mình nó không có nhớ được, mình lấy cuốn sách thì cho nó dễ. Thì nó có rất là nhiều cách và nhiều kiểu tên gọi khác nhau tùy theo chúng ta tiếp xúc với lại tài liệu như thế nào. Nhưng mà tài liệu của công cụ đồ nghề của Elora thì họ sẽ ghi luôn hai kiểu cách ghi. Thì bạn thấy đầu tiên là ví dụ như đối với cái 4672 này, nó sẽ có 1 2 3 4 được bấm, 4 bấm được 4 loại đầu cáp. Thì nó sẽ có cái ghi hiệu như 8P2C, rồi RJ45 là cáp màng len á. Rồi 6P26C, RJ12 và RJ11 là cho cáp điện thoại và máy fax. Thế nhưng mà nó sẽ có một cái thông số phía trên như 8P2C, tức là 8 vị trí và 8 điểm kết nối. Ví dụ như khi tôi lật cái đầu cáp lên, mình đem coi đầu cáp nào thì đưa ra đây. Thì bạn sẽ thấy là nó sẽ có 8 điểm, ví dụ 8 cái rãnh, nhưng mà nó sẽ có 8 luôn, 8 cái rãnh thì đi luôn, có luôn 8 điểm tiếp xúc. Thì nó có nghĩa là khi chúng ta bấm vào đầu cốt này, chúng ta sẽ thấy nó có 8 đầu dây luôn. Hoặc là 6P6C, tức là 6, bạn sẽ thấy lật lên mà sẽ thấy có 6 cái rãnh và có 6 điểm tiếp xúc. Tương ứng như vậy, 6 rãnh, 4 điểm tiếp xúc, kiểu vậy. À, thì cái chữ C là cái contact, tức là cái điểm tiếp xúc, tiếp điểm á, mình gọi là tiếp điểm thì nó hay hơn. 4P4C tức là 4 rãnh, 4 điểm tiếp xúc. Như vậy thì mỗi cáp khác nhau thì chúng ta sẽ có cái thông tin nó khác nhau như vậy. Thì có thể các tài liệu nó sẽ ghi sẽ khác nhau, nhưng đại ý là cái kìm này nó sẽ bấm được các cái kiểu thể loại cáp như thế. Bao nhiêu vị trí đó thì nó liên quan đến cái bạn là mở ra bạn sẽ thấy là cái ở trên cái chỗ đầu bấm này, chỗ khe bấm này nó sẽ có các cái rãnh. Nó sẽ phù hợp với lại cái loại cáp đó, cái loại đầu cốt đó. Mình bấm là bấm đầu cốt, như vậy nó sẽ đi qua cái cáp. Thì nó sẽ có cái chỗ để cho bạn cắt dây ở đây. Thì ra cái này nó cũng quá phổ thông, quen thuộc. Thì bạn sẽ thấy ở trên đây họ ghi luôn là 8P này, rồi 4P, 6P. Bên đây bạn lật sang xem đây. Thì bạn sẽ thấy là 4P này. Đó thì tùy theo, bạn biết được cái đầu cốt của bạn nó thuộc cái loại bao nhiêu điểm, bao nhiêu rãnh nhé. Bao nhiêu điểm tiếp xúc bạn đưa vào đúng chỗ thế là xong thôi. Đơn giản nó chỉ có vậy thôi. Như vậy thì khi bấm cắp màng len thì bạn bấm vào chỗ này là cái thứ mà chúng ta hay dùng nhất. Đi tới lui đá vào nó, cái nó hỏng một thời gian nó hỏng cái đầu cáp, hoặc là mấy đường dây điện thoại giật tới giật lui, hoặc là gì đấy là nó sẽ hỏng thì chúng ta bấm lại, bấm cắt thì bấm lại, thì cái kìm này nó có cái công dụng vậy. Còn cái cơ cấu này kia cái nào thì tất cả các hãng làm cũng đều giống nhau cả thôi, chứ không có cái gì cao siêu cả. Elora cũng vậy, họ làm thì chỉ có điều là cái cán thì cầm nó cảm giác nó chắc chắn hơn. Và quan trọng nhất là cái lưỡi này chúng ta có thể thay thế được một thời gian, chúng ta cắt thời gian sau, một thời gian sau nó mòn. Thực ra để nó hỏng được cái này, nếu mà chỉ có cắt cáp đúng loại cáp chúng ta được sử dụng thôi thì cắt bao nhiêu năm nó mới hư được. Trong một tình huống đặc biệt nào đó, đối với cáp viễn thông mà nó có cái sợi cáp chịu lực ấy, sợi thép chịu lực ấy, mà chúng ta cắt nhầm vào đó thì nó sẽ hỏng cái lưỡi. Trong trường hợp đó thì chúng ta có thể thay lưỡi, thì mình cũng có bán cái lưỡi này, bỏ lưỡi bé tí cho mày này, hai cái mở thế. Lưỡi bỏ trong cái bịch xíu này thì chúng ta, nếu mà các bạn muốn thay thì các bạn dùng lâu ngày hoặc làm tình huống rủi ro nào đó làm hỏng cái lưỡi thì bạn có thể thay được. Thì bên này cũng có cung cấp luôn. Một công cụ gọi là quá đối quen thuộc.